Còn sư phụ là cũng y như vậy đó. Vietminism tức là lo cho đại đoàn kết dân tộc, vì lo cho dân tộc, chẳng có phe phái. Thì Trump cũng vậy, Kiệt cũng vậy. Gọi là Kiệtmism. Nghĩa là cái hệ thống của mình là đi như vậy thì mình là đi đúng. Còn mà lo cho cái phe HO hay lo cho phe đảng viên hay là lo cho phe đảng này đảng nọ là hoàn toàn không có đúng. Mình phải lo cho một cái dân tộc lớn của mình, một trăm họ Bách Việt họ. Nên gần đây là mình có giọng Nam rồi phải không? Giọng Nam là nhiều trên truyền thông Facebook, và mình có giọng Huệ rồi phải không? Thằng nghe phải không? Bây giờ chú Hữu thiếu giọng Bắc để mà độ mấy triệu triệu dân Bắc. Tại vì cái giọng nó độ được Huyền ấy, nó cũng có tập tập mấy ngày nay. Đại đệ tử Bắc thì cũng ít, mà kiếm được đứa mà nó hiểu mà chịu làm cũng hơi khó. Cho nên chú Hữu là đại đoàn kết dân tộc Bắc Trung Nam vậy đó. Cũng đều là con rồng cháu tiên hết chứ, không có phân biệt. Thiên Việt sau này á nó như thế nào thì từ từ mình sẽ biết, mình không có nói sớm. Tại chính trị nó khác hơn Thiên Tâm. Thiên Tâm là thù nó nhiều để cho người ta quay đầu cho lẹ. Tại vì ví dụ như mấy đệ tử ngồi đây đâu biết ngày mai ẹt làm sao, Covid nữa, cũng may là thù khắn hết Covid á. Còn thiên thiên Việt là mình phải giữ kín, mà tức là giống như trứng phải ấp, mấy con đừng có làm cho trứng nó bị ung nha. Ồ, thì không biết, nhưng mà cái này lệnh của cha, người phàm không có cản được. Mà mấy vị dặn đó là chỉ cần một số người tài đức chứ không cần số lượng, chỉ cần số nhỏ mà tài đức, con hiểu không? Còn ở đâu ở đó. Quan trọng là bên nước Việt á, không có nên trong lúc này á, đừng có đụng chạm đến Thiên Việt. Thì Hồ chỉ nhắc nhở trên cái mạng này mấy đứa bỏ lên, đừng có đụng vô nhiều, để Mỹ thôi. Đâu biết mai mốt dọn thưởng qua Mỹ lên lên núi. Ê, anh Kiệt, hồi xưa anh cứu cái mạng tôi lúc tôi đi Nhật giải phẫu. Giờ tôi theo Thiên Việt anh. Theo này tôi giữ chức cũ của tôi được không? Được. Mày đọc hết kinh đi, mày hiền lại một chút, bớt nhậu ấy, ai cũng được chứ. Thiên Việt thường nói rồi, nó không có biên giới. Người người yêu nước là được rồi. Hồi xưa tôi yêu tiền, hôm nay tôi đủ tiền rồi, tôi không có yêu tiền nữa, tôi yêu nước cũng được. Mày lấy 35% đi xây nhà thương, bệnh viện đồ đi, đúng không? Thì cái clip này chủ yếu để mà mọi người hiểu rõ những ngày đầu Đảng Thiên Việt ra đời là do bề trên hạ chỉ, chính phủ là người thi hành và các hồng thiên sông núi, và nó không có liên quan gì tới Thiên Tâm. Nó là một cái cánh cửa khác. Còn Thiên Tâm á, là để cho người quay đầu lại với cha mẹ với Phật, để cho mỗi một ngày đời sống mình không biết là hôm nay mình ngủ không biết ngày mai mình có thức không nữa. Thì hai cái hoàn toàn khác nhau nghe. Và đồng thời Thiên Việt là cũng vẫn là từ bi, không có hận thù. Sư phụ rất là khó để mà thuyết phục những cái bác HO giống như bác Thọ đâu, cứng đầu lắm. Với ông bố già bị ở tù mười mấy năm, ông ghét về cộng dữ lắm, mà cuối cùng sư phụ thuyết phục ông được á. Sư phụ đi Nam Cali cũng vậy, đem thuyết phục được những cái ông mà không còn hận thù với cộng sản đâu phải dễ đâu, không nằm vô máu rồi đó, giống như đệ tử đó vậy đó. À, bữa nay ông chồng rồi ông ổng đâu rồi ở đọc kinh này hả? Không phải dễ. Bây giờ á, tất cả sĩ quan Đà Lạt mà học học cho đã rồi sắp sửa xuống lỗ nè, cỡ tuổi bảy mấy tám chục, không có người truyền thừa. Xong truyền thừa lại cho đây đi, mang xuống lỗ làm gì, đúng không? Nhận mình làm đệ tử đi mấy bác HO, đúng không? Ít nhiều á là nguyện vọng của mấy bác tôi cũng làm được.
Còn hơn là bây giờ á, một ông cầm cờ ở New York, ngay chỗ Liên Hiệp Quốc, đã đảo Cộng sản, một ông thì xuống lãnh sự quán của Việt Cộng ở dưới San Phan đã đảo. Rồi sao? Sẽ có một ngày nó hết hơi á, rồi cũng nằm thôi mà. Nó đâu có đã đảo hoài được. Nó phải có một cái người quy tụ phải không? Thì bây giờ người quy tụ đang có, chứ còn đánh giặt tẻ không, không có đánh được. Nó không hiểu được cái đó. Tại vì ở đây đâu có ai mà mấy ông tin đâu. Nghe đâu có trường Thủ Đức ngày xưa mà đào tạo sĩ quan ngày xưa, tới bây giờ Việt Nam mấy ông Việt Cộng bây giờ cũng đâu có xài được. Tại vì mấy ông mà chết ở trong đó, mấy ông thành thần rồi. À thiệt á, mấy ông không để cho một người nào vô đó ngủ yên chứ. Hiện giờ luôn nè, mà không có nói chuyện với phụ mà. Tiền giờ thoáng cho bộ không có nhớ tên. Chắc chờ để mai mốt làm sĩ quan Đà Lạt mới cái gì đó. Chứ còn từ 75 cho tới giờ trường Thủ Đức cũng không có sử dụng. Rồi trường tại mấy ông đâu có xài được trong đó, tại vì vong linh người ta đâu có chịu. Người ta sinh với tướng, tử với thần. Ông thành thần ở trong đó rồi, khó ai mà vô được. Con có biết cái ngày về nước nó tính theo giống như là countdown ngày về nước của sáu triệu chim hiền đó, nó tính giống như là countdown New Year vậy đó. Để tôi giải thích, nhiều người cứ nói ồ ông này ông lên núi ông nói xàm hoài tiên tri, tôi đâu thấy gì. Bộ bữa giờ 5 năm nay biết chưa, chuyện nó không thấy, tại trí tuệ nó không tới, nó không có nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ nói để cho hiểu, mà ông Trump ổng đường đường hôm nay ổng đi vô tòa ốc, mục đích ổng làm gì? Mục đích ổng đánh sập tàu đúng không? Chưa gì lên ổng có hâm rồi, thằng tàu mà chết trên thế giới thể chế vô thần còn không, cắt nát còn không. Còn Putin là coi như dục một rác. Có nhiều người nói anh Kiệt nó hay quá, Putin bây giờ thắng là Ukraine. Không phải, NATO với Liên Hợp Quốc không có muốn dùng sức vô, tại nó đã yếu rồi, nó đi mua vũ khí người ta rồi. Thằng Putin là thằng tính dở nhất, nếu mà từ đầu một chút xíu mà hơi tàn kiệt sức á, nó dồn vô để mà nó nhập chung với tàu để mà đấu, tức là hai thằng đánh với Mỹ á, thì quả mai cái ác nó giống như là giữa thiện và ác đánh nhau không. Bây giờ á, thằng NATO với thằng Mỹ rất là khôn, đánh lẻ tẻ, một thằng không ra gì như Ukraine cũng có thể cầm chân được thằng nghe. Nhưng mà bây giờ ông Trump lên cũng còn có mấy tháng nữa đó, thấy nó nguy hiểm không? Bây giờ là bắt tập ở bển là rung rung Putin như đâu còn sức để mà giúp tập nữa. Mà trong khi hồi xưa là Putin nói tập mày ngồi thì tập ngồi, còn bây giờ ngược lại, tập nói Putin mày đưa đít cho tao đá thì cũng phải đưa. Cái chuyện đời con thấy nó tức cười như vậy, mà chúng sanh vẫn không có biết sư phụ là ai. Sư phụ đã thật lòng với chúng sanh, đã hết mình với chúng sanh, đã nói thiệt cái gì cũng trúng hết. Trúng bây giờ là vậy mà nó còn nói ô anh kia anh rảnh quá anh lên núi nói xàm. Nó nói mày mới là vô minh, mày mới xàm không biết chừng nào. Cái nhiều thằng nó ngộ vậy đó.
Rồi cái còn còn cãi sư phụ nữa, giống như cãi theo one by one đó. One. Hồi xưa sư phụ nói là ông Trump đã thắng, nhưng mà cái gì nói á, vì con thắng cho nên nước Mỹ không có bị tách làm đôi giữa Mỹ đen và Mỹ trắng. Thì ông Trump cũng phải bước xuống ba bước để nhường 4 năm. Nhường á, khi nhường á là cơ vận nó trễ lại, sư phụ chấp nhận tóc bạc. Chứ hồi xưa mấy gì nó khoảng 45 tuổi, sư phụ còn sức khỏe mạnh á, là sư phụ ra độ đời. Nhưng mà bây giờ cuối cùng sư phụ vẫn là người thắng. Là tại vì cái sinh mạng của nhân loại không phải là 10 chết 7 còn 3 như mà tiên tri nói, là do ba cái nhang của mình ở đây nè. Bao nhiêu đặt cái đàn thắng trời đó. Thì ông Trump ổng chở xuống mà con thấy 4 năm mà ổng bị bầm dập như tàu lá chuối. Cả trăm mấy cái dự kiện, chứ con tổng thống nào bị thua nhiều vậy mà cuối cùng cũng vẫn hiên ngang vô tòa bạch ốc. Con tưởng dễ lắm mà, luật pháp của Mỹ. Là mình thấy một cái chuyện thấy là lạ rồi đó, dùng chữ lạ thôi. Tại vì năm loại khó độ nó không có hiểu cái chữ quyền diệu là gì đâu. Rồi thêm một cái nước Nga rất là hùng cường giàu mạnh mà hôm nay cũng yếu. Và đồng thời cái kế tiếp là cái cuối cùng gọi là finish luôn á, giữa Trục và đồng minh. Còn cái hàng mập á, là cái hàng đó cũng giống như nó có cái miệng đi hù rồi, đói quá rồi không có ai chú ý tới tôi vậy đó. Rồi la bậy bạ đằng đó không có gì phải đáng sợ hết đó. Nó mà dám bấm nút, không có bấm nút. Cũng giống như Putin, cũng giống như ổn. Tôi bữa nay tôi chùi rửa trái bom nguyên tử tôi nghe. Cũng đi nói. Cái ngày mai cái nó ơi, ngày mai tôi sơn trái bom nguyên tử tôi nghe. Cũng đi nói. Cái là dài ba tháng cái nó hù lại người ta. Con nghe đài viết con hết chán luôn, cúp hết mấy cái đài đó đi. Trần Nhật Thông, mấy cái đài Mỹ là dẹp hết, nghe đài sư phụ nè. Chờ xảy ra thôi. Tại nghe nó hù qua hù lại mệt. Cái ngày mốt nó nói, hey, tôi bắt đầu tôi lắp đầu đạn vô nghe. Cái ngày mốt cái nói, ơi tôi bắt đầu tôi đi mua ống quẹt nghe. Cái gì nó cũng đi nói. Mà nó nói cả trăm lần, ok, ngày mai tôi bắt đầu tôi vô ga nghe. Nhưng mà quẹt đi, bấm đi, không bao giờ dám. Mà hù không? Mấy chị nói là chỉ hù thôi. Nó mà bấm một cái hả, là UFO á, xẹt xuống liền hết không? UFO đang sống chúng ta hàng mấy nghìn năm nay trên quả địa cầu này. Nó họ không có vừa đâu. Họ nghe lời của cha, tại vì họ có thần thông á, họ khác người mình. Họ có một cái lực là họ mang theo người như chúng ta, nhưng mà khác hơn chúng ta. Nhưng mà họ có cái tâm linh, họ có cái tha tâm thông. Họ tiếp xúc được với những cái thế giới vô hình. Và con mắt của họ nhìn thấy được thế giới vô hình. Hù qua hù lại. Thì nếu mà một người mà hiểu được cái kênh sư phụ, hiểu về chính trị mà giỏi nó nha, phải ngồi ghép lại. Thấy rất là tinh vi không? Năm cái ác sẽ đi xuống một lượt. Thù nói năm cái ác đó. Ác thứ nhất là tất cả các lãnh đạo độc tài là như Putin nè, tức là những cái nước mà độc tài, nó không phải cộng sản, cũng chẳng phải quốc gia, cũng chẳng phải Hồi giáo, cũng sẽ là tính trong một năm cái Hồi giáo cực đoan, tức là những cái hàng mà Hồi giáo mà ôm bom tự sát, nghĩ mình có dầu hỏa dạo, cái nó cũng đi luôn, nó không còn liên kết lại nữa. Tại nếu liên kết á, là cái xã hội mình chúng ta vẫn bị một cái thế lực khống chế, cũng giống như thế lực tiền bạc 11 nhà giàu có của Mỹ, nó cũng tương đương như cái thế lực mà đạo Hồi vậy đó. Cho nên những cái đó sẽ không còn nữa. Rồi cái ác mà đầm lầy căm thăng tiến thì đó, thì và cộng sản toàn cầu. Cộng sản toàn cầu là cái mà mình đang nói nhiều, đó là Trung Cộng, Nga, Ủn, Việt Nam. Cái đó cũng phải đi cùng một lượt, mà đi mà một cách đồng bộ kìa. Mình đang nói chỗ này đi một lượt á, chứ không phải đi từ thằng trước. Thì bây giờ cả cái thế giới này con thấy không, sắp sửa đồng bộ.
cái thằng chùm khăn đó, Hồi giáo là thằng Hamas bây giờ cũng tiêu tùng rồi. Bây giờ ai mà dám đi ủng hộ mấy thằng Hồi giáo trong tương lai giống như Bin Laden hay là hai cái tòa nhà bị ấy nữa. Sau khi bị Do Thái dập kỳ này là coi như là nguyên khối Hồi giáo nó phải sững người lên rồi, là coi như cái đó đã xong. Coi như cái đầm lầy ông Trump lên là ông tát kỳ này là không còn cả lòng tông nhỏ nữa là cũng xong. Phải không? Và đồng thời ông Trump ông tát luôn cái trục là trong đó có Trung Cộng với Nga là cũng xong. Thì có phải là tụi nó trúng hết không? Mà phải một lượt, phải một người. Tại cái nước Mỹ này á, là nó đi đây nè, nước Mỹ là cái cây, là tất cả những cái spin mà giống như xích đu của nít vậy đó. Mà nước Mỹ này không ổn định, thế giới không ổn định. Khi nước Mỹ này nó lên á, nó sẽ đoàn kết lại. Rồi ông Trump lên là đảng Cộng Hòa, là từ Thượng viện tới Hạ viện, rồi ổng làm Tổng thống nữa, là coi như cái thế giới này sẽ là thanh bình trở lại hết. Mà rất là màu nhiệm như vậy. Mà nhân loại mà còn không biết được những cái tiếng của sư phụ nói, không biết họ sư phụ cần nói cái tiếng gì á, nhất là người Việt Nam á. Cho nên sau này những cái mấy đứa này quay, người ta dịch là tiếng Mỹ, thì lúc đó những cái nhà lỗi lạc ở Mỹ họ mới quảng hồn. Ở ngoài kia những nhà tiên tri của Mỹ họ chỉ biết giỏi là 1/10 thôi. Còn mà họ mà đi thẳng từ thiên đình như kiểu cửa mình ở đây, họ không, ở trên thế giới này không bao giờ có. Không có luôn. Trời đi chỉ có một mình thiên tử thôi. Cho nên ai nói tới, nói xuôi, nói lui, nói ngược. Giống như cái đám bữa mặc đồ trắng lên đây đọc tùm lum, đó là thiên lý thần thôi. Ở ngoài bên tâm linh á, có rất là nhiều thế lực chống chọi lại sư phụ. Nó cũng là ma. Rồi thế lực mà kim cương ngầm nó cũng là ma, nhưng mà ma có thân người. Còn kia ma á, ma về tâm linh này nọ. Thấy cái tâm tà đều là chống lại với thiên tâm và thiên việt chúng ta. Rất là đơn giản vậy. Hữu hình hay vô hình. Những người mà như kiểu sư phụ mang người phàm và không phải người phàm cũng phải đối phó hai bên. Mà cái bên kia khó đối phó hơn. Khó là tại sao lại có những đệ tử mà nghe lời sư phụ thì không bị chuyện nghe. Còn không nghe lời con thấy ai rồi đó, mình không muốn nói tên nữa. Nhưng mà sau khi mà cái trứng rồng nở sư phụ nổi danh đó, thì những đệ tử đó cũng phải về, phải lại sám hối xin lỗi cha mẹ. Cái cửa cổng Thiên Long Sơn vẫn mở cho họ. Họ đi sai đó con biết không? Chắc con không có cần phải nói tiếng thiên. Nói tiếng thiên để làm gì? Sư phụ đang nói tiếng Việt nghe không đã hơn nói tiếng thiên, con đâu có hiểu gì đâu. Làm gì? À không nghe tiếng Việt nó hủi hơn là mình áp dụng hơn. Thích đi học tiếng thiên. Đưa cái đầu để cho người ta làm bùa làm phép vô rồi khật khùng. Mấy người mà dính cái đó cả không bao giờ có nụ cười như mấy con ra tiếng đâu. Biết thù nó ai vậy đó. Thế mà nó tiếng Việt nghe đã hơn một chiều nghe nó tiếng thiên. Ok. Cho Hồ Huynh nói chuyện chút nữa không? Nói đi, hỏi đi. Tiếp theo là Tổng thống Reagan. Là ở đây chúng ta... Sao lại nhắc đi anh? Cái nước Mỹ. Mà trời xanh ra Tổng thống Reagan phá tan cái tà nước Nga. Bây giờ tới nước Tàu. Tổng thống Reagan á cũng để nói chỗ này. Tổng thống Reagan á là cũng dạng giống như ông Trump. Dạng giống vậy. Khi cái bài Kính Thiên đầu tiên ra đời á, Kính Thiên đã chiếu xuống trần. Con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sanh quả báo nhãn tiền luân hồi vay trả truyền miên kiếp người. Thì cái bài Kính Thiên số 1 ra đời đó là cái thể chế vô thần của các Marx Lenin á, toàn cầu á sụp đổ. Thì là phải nhờ ông Reagan, ông làm cho Liên Xô bị tan rã. Không tốn gì ràng nào hết. Nhưng mà sau đó đó, bề trên mới nói, mà nếu mà cả một cái thế giới này mà thay đổi một lượt mà không còn cộng sản á, thì giống như nó không có thăng bằng cái quả địa cầu. Cho nên mới chừa lại lột xác lại thành cái Putin. Cũng vẫn là mầm móng cái chất độc phải không? Vẫn còn.
Rồi, vẫn còn lại Tàu, Việt Nam và Bắc Hàn, Cuba. Để mà giống như cái dù á, để mà kiềm chế lại. Đến ngày hôm nay, Trump nó cũng, ông Trump cũng giống đại khái như là ông Reagan. Để mà finish luôn. Là coi như là dẹp luôn đó. Để đưa cái quả địa cầu chúng ta trở lại cái sự công bằng và bác ái. Không có còn một cái thể chế mà thiết vô thần nữa. Tại cái thiết vô thần nó rất là độc hại. Mấy đứa con có biết á, là khi mà các Marx á muốn làm cái gì đó, cái họ mới đưa ba nhà khoa học gia tiến sĩ lỗi lạc nổi tiếng nhất thế giới lên. Cái ông đầu tiên lên một cái hội trường lớn khổng lồ, lên ông đó là nhà thiên nhân học. Thiên nhân ông tiến sĩ lên, tôi không biết tên gì hết. Cái ông nói tôi là nhà thiên nhân học, nghiên cứu thiên văn địa lý. Hai mấy năm nay tôi chẳng thấy thần thánh nào chờ, không có thấy được. Ok, xong phải không? Ông tuyên bố gì? Cái ông đi xuống. Cái xong cái có người thứ hai là nhà khoa học gia phẫu thuật. Tức là lên trên cái hội trường nói chuyện rất là đông người. Tôi là khoa học gia, tôi sẽ mổ xẻ gần cả trăm người. Tôi tìm hoài trong cơ thể con người, không có chỗ nào mà thần thánh trú ngụ hết trơn á. Là hai người phải không? Rồi cái người thứ ba là nhà triết lý học của khoa học gia luôn, triết lý học. Lên tuyên bố câu cuối cùng. Ồ, con người giống như cái đèn tắt, tức là chết là hết, không còn gì hết. Trời ơi, cả đám hội trường đứng lên vỗ tay, đúng quá. Thì từ đó mình mới có Các Mác Lênin ra đời đó con. Nhưng mà thần thánh đâu có phải là vậy đâu. Nhưng mà khi con người muốn làm chuyện gì đó là họ đưa những cái người vô minh như vậy. Thì bây giờ chúng ta có một đống vô minh ở Việt Nam cũng vậy. Nếu mà cái đầu có bự có lì á, ở đây á, đừng có sách tập vô trường, cứ ở nhà mới đẻ ra ở nhà hết đi. Phải có một người có trí tuệ cao siêu, người ta nói thì gán mà nghe, không nghe mà cứ ly phản bác, phản biện ngược lại không, thì là cái ngã của họ, cái phước họ không có. Chứ bây giờ sư phụ nói cái này, sư phụ không có so sánh là những giáo sư cấp 1, cấp 2 của Việt Nam nghe. Có những lúc sư phụ nói, mấy con cũng học nhiều á, sư phụ không phải là thầy giáo, sư phụ chỉ nói những cái gì sự thật, trải qua kinh nghiệm của phân nửa của xác phàm và phân nửa không phải là xác phàm, để lên mạng này nói những cái sự thật. Thì ngoài đó có một đống hòa thượng và một đống nhà triết lý học, người ta cao siêu mà, người ta cũng biết sư phụ nói đúng chứ bộ. Tại vì người ta không có nói thôi. Thì tại sao những đứa mà sư phụ thương là 18 tới 45 á, hôm nay tụi nó vô văn quá, nó không có chịu ngồi trầm tĩnh là một chút để nó nghiên cứu, để mà nó có một cái tương lai sáng lạng hơn. Thay vì nó chạy theo một cái gọi là không có bờ bến, một cái học vấn mà cũng không có việc làm, rồi một cái triết lý và những cái gì nó học ở trong trường không có áp dụng được ngoài đời. Đó là cái mà hồ buồn nhất. Vì tuổi của nó mỗi ngày hôm nay nó ra trường 22 tuổi, 10 năm sau nó thành ba mấy, 10 năm mà không có việc làm. Những cái gì học quên á, một năm mà con học mà con không có sử dụng là con quên. Ok, tóm tắt lại bữa nay mấy đứa nào ăn cơm này ăn cơm. Hôm nay tóm lại Đảng Thiên Việt không có liên quan gì Thiên Tâm. Thiên Việt là ở Mỹ, để những người có tài đức bên Mỹ. Còn Thiên Tâm thì cứ bên Việt Nam. Ở Thiên Tâm đừng có đụng gì tới Thiên Việt trong lúc này nha. Ok rồi, sư phụ chỉ nhắn nhủ mấy lời. Xin tạm biệt tất cả các đại tử trên thế giới. Từ đây đây là 500 mẫu đất của Thiên Long Sơn. Thì mình dùng bản cũ của thằng kia phải không? Mình chỉ đổi chữ này lại thôi. Có là mô tên nước là Thiên Long Sơn. Mình với Veronica làm này phải không? Dạ. Cho nên bây giờ á, mà ai vô đây á, lấy cái này. Dấu Thiên Tâm nè.
từ đây tất cả các dãy núi ở trên cao đó, qua những dãy núi nữa là của Thiên Long Sơn 500 hectare. Con nghĩ bên đây đất này á, xây mít và nhiều thứ. Nó phá bằng cái núi này nó vừa đất vừa đá đó. Cái bản này là nhờ Minh và Veronica. Đây đây, Minh đến đó. Veronica đây. Chứ hồi xưa mỗi lần mình ra đây mình nhìn cái tên của thằng cũ hoài. Gói này kêu là gì Trinh? Sida, cái Sida. Những cái loại gỗ này là ở ngoài rất là mắc tiền. Con gì? Cho nên ai mà sau này họ thiên hay bây giờ cũng được, mà vô đây mà ngồi em mua mớ đồ nghề thợ mộc, đưa đồ dễ rẻ tiền mà không đi bộ bán. Vô đây đóng mớ bàn ghế cho Thiên Long Thổ, Thiên Long Sơn là số 1. Hai vị nằm đây bữa giờ cũng 1-2 năm rồi đó. Gỗ quý không à? Chưa là ốc. Loài ốc. Nhiều hiểu cho đồ quý không? Ánh bạch ni lên là thôi á. Số 1 luôn, quá trời luôn. Còn mấy cái đó đó là cho hồi sửa cái cổng Thiên Long Sơn sau này á, mở cổng lại đó. Chùa làm cổng lại bấm nút rất là hại điện hiện đại. Đâu mất tiền lắm đây. Còn chiếc xe này á là nó làm đủ trò hết. Mà cũng không có người operate, không có người lái. Nọ thì chúng ta cần nhiều nhân tài. Cầu thang này thì mới mua mấy nghìn á. Là để chi phải không? Nó sẽ bắt từ cái chỗ mà nhớ sau lưng cái restroom á, mình có cái đường đi lên, có cái đường đi xuống là nhờ thằng này. Thì từ đó nó có con đường nhỏ nhỏ đi bước vô tới cái suối mà bên Thiên Long Thổ mình mà hứng nước á. Thì là cái cầu thang này là cái đường đi tắt. Ban đêm hay ban ngày á là đi đường sau, không có cần đi đường cái cổng trước, nhưng mà phải bỏ cái này xuống mình mới leo xuống được. Bắt đầu nó có con đường mòn á, nhớ không? Rồi có cái dầu nước của ông Phan Cò á, đó là đường này đi về dầu nước ông Phan Cò. Chiếc xe này á là chạy lên chạy á, nó vẫn còn mà chạy được rất là bền. Nó làm hồ hay là nó móc đất làm gì á, thấy trong nghĩa địa là nó có một chiếc này thôi, nhưng mà nó trông cả không biết bao nhiêu nghìn người mỗi ngày. Cái thằng này nó móc hồi thôi là ba thước đất xuống thôi, cái xác phàm nó móc ba cái là đẩy xuống là xong. Cái thằng này là đào hồ đào lỗ. Còn cái này á, là thuộc cây cam xe Cẩm Lai, nó là một cái chùa một cột à, và chỉ cần nó có bản vẽ rồi về gáp lên nó rất là đẹp. Cây này là không bao giờ bị mục á, cứng dữ lắm, cam xe mà chùa một cột này, nằm đây nè, có một cột bự đi lên, thành ra chùa tính gắn trên Thiên Long Sơn. Bây giờ mình đang bị mấy cái permit á, mình phải sửa nó trước. Thằng này là thành ra chùa một cột. Nè, nó làm sẵn là chỉ có thợ là chắc. Tiền không có con. Mới đây
cả 100 triệu người đi, nửa tin nửa ngờ. Mà giờ kêu nó hơi cho hụ mặt, bây giờ mặc áo vàng cạo tóc, bảo đảm mấy con cũng không thích đó, đúng không? Rồi để cho ở Việt Nam cũng vậy, nhưng mà sư phụ không có suggest là những đứa đọc kinh này lớn tuổi liên hệ tới Thiên Việt hết, cứ giữ giữ trong lòng thôi. Cái này là để cho hải ngoại, cho mấy người trí thức HO rồi đó. Chứ giờ kêu thụ đổi áo đen là nói vàng đó ai chịu. Cái bài kính thiên cũng không đúng nữa. Lời của mẹ, lời Phật đâu phải chuyện đùa với nhà thế gian, nói sao là vậy mà. Nên thôi thì Thiên Việt ra đời, hy vọng sau này sẽ đưa đất nước mình lên hùng cường giàu mạnh. Trong đó có dòng họ mấy đứa anh em mình bển không? Không có một người nào qua Mỹ. Nãy sư phụ chỉ nói là tới đoạn vượt, chưa tới vượt biên phải không? Sau này rồi còn đi tới HO phải không? Hết HO qua đây rồi tới ODP đúng không? Hết ODP rồi tới du lịch. À, khúc này nói với khúc hồi nãy giờ nó cho xong cái 6 triệu trên miền mà cha với Đức Thầy gửi ra hải ngoại đó. Rồi giờ tới du học sinh từ F1 cho tới đủ kiểu luôn. Con cháu cha nó có tiền, nó qua Mỹ, nó cũng thuộc dạng có phước, thì cũng là chim hiền luôn. Cho nên từ đó tới hôm nay mình cộng lại sư phụ đoán phải hơn 6 triệu. Tại sanh ra quốc tịch Mỹ 2-3 đời rồi, thì mình hỡi mà không biết, hỡi tóc đen da vàng là nó đó. Đúng không? À, đừng có nửa đen nửa vàng là nó ở những tiểu bang khác là nó lai. Cho nên lúc mà sư phụ về bên Thiên Long Giang, sư phụ nói cái này là cái phong tục để cho mấy đứa nó vô đây. Nó giống như cái chỗ mà để cho ếch bắt cặp vậy đó. Chứ mình không có Thiên Long Giang, không có Thiên Long Sơn. Nó đi bắt cặp tùm lum á, ngoài đường lại mất gốc hết. Thì Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, Thiên Long Thổ rồi chúng ta là nhiều ngụ ý đó. Mù mô của sư phụ lớn. Giữ được phong tục, biết được tiếng Việt nữa không? Lượng ếch nào da vàng bắt, chứ lựa da đen da trắng trầu nó lại tùm lum rồi mất gốc hết. Đó là Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang ở bên đầu ảnh là vậy. Ok, đi tiếp. Tại vì Tết á, trung thu á, là thế nào cơ hội tụi nó về cũng gặp nhau. Em ơi, ta phải đi sớm. Luộc ăn hết đau tử, giờ nó ra bông nè, nó mát dữ lắm. Là cây này số 1. Cái này kêu là gì sư phụ? Cây dâu. Cái dê nó hang cây dâu á, nó lá nhưng mà giờ nó chưa ra, nó non á chị bao tử. Nguyên cái này là hành của khu mát, mà ở đây á mình vô cắt cỏ xuống là đẹp lắm. Hồi xưa á tụi bò cao á vô đây nó nướng bơ kêu rồi nó đây rồi nó ngủ ở đây vòng vòng. Nó ngủ chỗ hồi nãy, nó ngủ chỗ bên đó. Khi mà mình không có người sinh hoạt á, con thấy nó rất là hoang du phải không? Mà chỉ cần everything ok á, chừng vài tháng chỗ này nó đẹp lại liền. Cắt cỏ lẹ mà. Chưa là tay sinh hoạt ở đây hàng tuần á. Ở trong này á, thì tụi nó bê kêu thoải mái, cho mày uống bia làm gì làm. Không có tượng là đời thôi. À, đời với đạo mà tụi Công giáo, mấy đứa nít Công giáo đâu biết gì đâu. Bàn ghế rồi sẵn cái họ làm này giống như cái chỗ mà họ đứng nói chuyện như sân khấu vậy đó. Không, hai bên này bữa nào mấy đứa nào mà ở nhà đó bít đê chồng hay con em vô trong này tự do khỏi cần hỏi ai hết, mua mớ một bóng treo mấy cây này thôi tự đốt lửa.
có tưởng tượng chúng ta đã từng đầu thai thành người không? Cho con chỉ nghĩ rằng là mình bị tội, bị ngọt sai, là mình đầu thai từ người này sang người khác, con không biết chuyện gì nữa. Mới trả nợ được, ví dụ hiện giờ con giật ai tiền rồi, con lấy gì con trả, bên kia đâu có xài tiền đô la đâu, con phải xài bằng thịt hay làm ngựa làm cho ta cởi lại. Cái luật nhân quả nó đâu có tính tiền, lấy tiền của ta trả bằng tiền đâu con, nếu như dễ rồi nó nói như vậy. Bill Gates hay là Steve Jobs hay những cái thằng mà nó làm rất là giàu, giờ cuối của nó bảo đảm mà nếu mà nó kêu lại những cái nơi mà nó gạt người ta trả tiền lại, người ta chịu lấy nó cũng kêu á, hiểu không? Không có đường vậy, chỉ là một cái lúc đó, khoảng khắc đó, cái tâm của mình thiện mình không làm, ấy hộ dạ chuyện thiện á, là làm liền, chuyện bất thiện phải suy nghĩ lại á, suy nghĩ lại cộng với có dấu thiên tâm đeo cổ nữa, gờ cái là thôi no liền, đúng không? Không có dấu thiên tâm đeo cổ là yes, vô mánh, đúng không? Hả? Anh giấu thân tâm phải đeo cổ để bớt làm chuyện không có đúng. Cũng giống như mỗi lần lâu cái thằng bồ cũ mình ở Việt Nam qua Mỹ, cái nhắn tin lén không, lâu quá chúng ta không có gặp nhau, uống Starbucks đồ không? Cái bữa nào anh ở nhà giữ con, em đi với bạn em bích đê chút. Cái rồi đi gặp bồ cũ Việt Nam qua, nó du lịch quá mà. Rồi đầu từ đó đó, rồi gợi lên tình cũ cũng tới đó. Nhưng mà hôm nay mấy con ra giấu thiên tâm, rủ gờ ngáy, chết cha cái mặt của sư phụ tôi hiện vô trong đầu rồi, tôi đâu có dám. Ổng biết hết á, ổng có lực cũng biết đó. Quản hồn đúng không? Cũng bớt được cái nghiệp đó con. Hai đại tử, hai đại gia, tỷ phú tên là Cooper. Những cái ngày mà nó theo sư phụ là từ năm nào ta, năm trước 2006, nó già đến nỗi mà nó vừa mới chết cái đây mấy tháng, phụ chôn nó đó. Cái cốt là sư phụ hay nói trên mạng á, triệu phú là nó ác đầu thai thành chó. Rồi đến lúc mà sư phụ trước khi có sư mẫu sống lang thang lang bạc á, mình nói theo sư phụ trên chiếc OV đó, nó rất là khôn, cặp mắt nó không giống như mấy con chó thường. Nó thấy mấy chư thiên mà đứng sư phụ là cứ chạy nó sủa, giống như để sủa à. Người thường thì không thấy, nhưng mà sư phụ biết nó có cái lực, tại nó là người mà. Tên là kỳ đấy, như John hay gì đó, tỷ phú người Mỹ đầu thai thành chó. Rồi sư phụ mua nó trong hãng, cái thằng lính 3 năm trời mướn vô mà chưa biết mặt sư phụ là ai mà. Thì làm sao mà mấy con mà tự nhiên biết gặp sư phụ đó, thì mình phải có cái nơi thì phải có người bảo quản. Bây giờ mình có nơi này, Thiên Long Sơn, mà có Thiên Long Thổ để mình làm cái đạo. Khi người lên đây đầu tiên, người ta kiểu gì không biết, ngắm cảnh hóng gió hay là tập thể thao kiểu gì cũng được. Nhưng mà từ từ rồi á, được điển thiên của trên núi này nó có cái hào quang. Con mà đứng cái máy chụp hình xa tuốt ở dưới ngoài đường Calaras mà 880 đi, còn chụp vô cái núi này nó bọc một cái dòng hào quang trắng tươi. Cái núi nó có điển thành, ai lên cũng có cảm nhận. Những cái núi khác không có, chỉ cái núi mình có. Rồi từ từ họ cũng sẽ đi về trời thôi. Ok, im quá ai cũng mệt, im. Rồi tử áo đỏ là ai vậy? À, không dạ hả, chắc bữa giờ chửi sư phụ dữ lắm à. Thằng khốn nạn nào mà dụ vợ tôi đi mém gài lên trên núi rồi đọc kinh hoài.
chửi dữ lắm. Có chửi không? Nó láo. Không ai mà không bị chửi, không ai mà không chửi chứ. Bữa giờ đại tử này theo chú cũng lâu rồi phải không? Thế nào chú cũng đón, thế nào là cũng mang xác chồng lên coi mặt chửi thầm. Không chửi đâu, mẹ không chửi thầm đúng không? Không phải mình vợ con đâu, mấy chục triệu người lắm. Ở Việt Nam đông lắm. Mỹ này cũng rất là đông á. Mấy sáng có mấy gì lớn họp với Hữu nói trên thế giới á, có hàng vạn hàng ngàn người rất là đông âm thầm lo cho Hữu, lo sức khỏe, lo coi coi mỗi ngày Hữu làm sao á, sợ Hữu bị gì á, giống như cái tương lai của họ đi chung xuồng với tương lai của Hữu hiện giờ. Mà âm thầm không, mà không có lên comment cũng không phải là họ thiên luôn á. Mấy gì sáng có nói rất là đông người. Ok rồi, đi về thôi, đi về 5 giờ. Con ngồi đi chơi đi. Ăn cho hết cái nồi cơm của mấy đứa nấu kìa, Chính nấu rồi. Hả? Ai nấu cũng vậy chứ. Bây giờ là coi như chuyện nội bộ mình bữa nay vui vẻ nha. Cũng qua 3 ngày rồi nghe. Đứa nào mà nhớ ba hút 3 ngày là phải nhập thất á. Cường lại đây dở cái mặt nạ đứng này nè con. Để Hữu giới thiệu cho, dở cái mặt nạ ra. Thằng này hồi con tự con nói đây năm hai mấy? Dạ tháng 10 2020. Trời nó còn nhớ tháng nữa. Nó ở đâu? Florida đó. Ở con tiểu bang nào? Orlando hả? Lúc đó con ở bên Florida thì con lái xe qua Kim Long Sơn, rồi nhân viên cũng gặp sư phụ con đậu ở dưới cổng đây cũng hai bữa thì tới giờ được, vô được Kim Long Sơn à. Rồi bữa đó thì sư phụ chạy xuống, quay nó rồi chạy xuống thì mấy nhân viên thấy sư phụ mấy con nhảy ra xe con mới chào sư phụ à. Dạ. Nhưng mà đầu tiên con gặp sư phụ con lại sát đất làm chi vậy? Rồi bữa hổm qua Houston nó cũng lái qua Houston, từ Florida quá về Houston nó cũng lại, mà nói mốt con đừng ở trước công cộng đừng có làm vậy nha, dù không có độ được người á, người ta nói sư phụ cao đồ này nọ, hiện nay cũng tội nghiệp lắm. Thì những năm đó là năm 2000 nè, không mới nó 27 hả? 2020. 20 bữa nay 24 à, 4 năm rồi nó cũng là tử cũ. Còn mất tiêu bữa hổm qua bên Thiên Long Giang gặp nó, mày ngồi đây mấy đứa cũ á cũng bò vậy à. Thì thằng này tiếu lâm lắm. Rồi cái bữa đó thấy nó ngủ ngoài xe, tại thằng này nó đi bụi chiếc xe nó cũng như cái nhà nó vậy đó, coi xuống coi đi, cái lưu động mà nó sống đâu cần tiền đâu. Xong cái đồ kêu nó về chùa ngủ. Bữa ngày đầu tiên ngày đêm thứ nhì con ngủ gặp cái gì? Con không có ngủ trong chùa, con đậu ở dưới chùa, con ngủ trong xe. Rồi con nói có ai đè con không? Hình như dạ có, hình như là người em mình ba đè. Chùa đông người lắm. Đè để hù chơi giống như mấy ma mái, con là ma chống phải không? Mấy ma mái á là ma cô đơn cũng buồn á. Cho nên đè. Tại vì nãy đâu biết tu đâu, đâu có chịu đọc kinh đọc chú gì đâu. Rồi sợ không? Bị ma mái đè mấy ngày bệnh cảm. Chắc giờ cũng mới bị á. Dạ mới lên đây là bị. Đậu đâu bị? Con thì con lái bên Thiên Long Giang qua đây hai bữa nay. Mấy con ngủ đâu không bị cảm vậy? Dạ con ngủ trong xe luôn. Mà xe người đậu ở đâu ngủ? Hôm qua thì con đậu ở gym, con đi gym xong rồi con đậu. Thì đó ngủ ngoài đường là ma mái nó lang thang ngoài đường, nó kiếm ma chóng. Nó kiếm gà chóng. Nên ở ngoài là phải biết đọc kinh đọc chú thì không có bị. Chứ kiểu này là
cảm này đâu phải cảm thường, đó là cảm yêu mà, yêu ma đó. Hôm nay à, xưa chỉ có làm hả? Con mấy năm nay là con sáng nào con cũng đọc kinh với con ngồi thiền. Thì con tắt lên đây đọc đi với thế giới nè. Thằng này nè, hai đứa là anh em nhà đây này thiên thế giới, thằng này là thiên cường. Để tỉnh cũ ở lên ra ngồi thiền. Thiền rồi mai mốt rồi con thiền thêm đứa nữa thì cứu thiên lợi nè. Ở đây là nhiều đệ tử hội thiên lắm. Xin vô Avaluable. Mấy buổi đời nên đây là chung rồi nè, làm gì phụ ta cứ làm, sống như nó cũng lan bạc cũng sướng. Có chiếc xe ngủ trong đó, xe nhỏ thôi, xe ven thường thôi à, không trả tiền nhà, tiền rent vậy, lưu động không chai support không insurance, chỉ là đổ xăng là cứ thế mà đi à, thích đi đâu đi à. Nên nó từ Florida mở nghe kênh sư phụ mở chạy chứ tiếng làm à. Thiên Cường đó giới thiệu á, để mốt mà nó vô Thiên Long Tổ anh ăn cơm mấy con đừng có đuổi nó được người mình hả? Con nói thêm chữ lót nữa, kiên thiên kiên cường à, chữ là lót còn lại gì thiên di cường đúng không? Thiên di cường giờ con muốn biết nhiều người biết con á, con lập cái trang đó, con share mấy bài của mấy đứa trên này nè, để cho có cái tên con nó flow cho nó chứ có mặt con trên đó, đó cũng là công đức đó, là cũng là cho mình luôn, là mình có cái nguồn vui á. Thiên Di Cường cảm này cảm mặt cái cảm yêu nhìn nhở ok thôi nha, thủ đi về nha, mấy đứa tự đi chơi đi. Thủ lấy hết giờ của mấy đứa con làm công việc.